Xin được kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Hiền ở China. Hiện tại thì Hiền đang có mặt ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hôm nay Hiền đi du lịch và đang là đạp xe dạo một vòng xung quanh bờ Tây Hồ Hàng Châu. Bây giờ Hiền vừa đi xe đạp vừa quay phim cho mọi người xem nhé. Đúng là đi du lịch ở Hàng Châu vào buổi tối, vừa đi xe đạp vừa ngắm cảnh đường phố như này rất là tuyệt vời mọi người ạ. Hai bên đường thì người qua lại tấp nập đông vui, phố xá nhộn nhịp, hàng quán mở cửa rất là thu hút. Nhưng mà vừa đi xe đạp vừa quay phim như Hiền rất là nguy hiểm, đừng ai học theo Hiền nhé. Bây giờ Hiền với cả bố Long với cả bé Lô đã đạp xe đạp một vòng xung quanh bờ Tây Hồ Hàng Châu, rất là mát. Bây giờ bụng cũng đói, chân cũng mỏi rồi. Bố Long đưa mẹ con Hiền đi vào trong cái chỗ này gọi là Hàng Châu Chía Bãi. Cái chỗ này nó nằm ngay ở ven bờ Tây Hồ Hàng Châu, rất là thuận tiện ở trên cái cung đường mà Hiền đi thôi. Đi vào trong này thì nó sẽ có những cái đồ ăn và rất nhiều thứ hay ho. Giờ mời cả nhà cùng theo chân gia đình Hiền Long đi vào trong cái chỗ, một cái trung tâm thương mại ở bên cạnh bờ Tây Hồ Hàng Châu xem là có gì nhé. Trong cái lối đi vào khu trung tâm thương mại bên bờ Tây Hồ Hàng Châu này, người ta có bán rất là nhiều những cái thứ hay ho độc lạ, giá cả cũng phải chăng. Ở trong đó thu hút nhiều khách đến tham quan và xem nhất đó chính là cái quầy bán thú cưng này mọi người ạ. Ở đây người ta không chỉ bán thỏ, thằn lằn, chuột, người ta còn bán cả chim chóc với cả rắn đó mọi người ạ. Trời ơi, con rắn thì ai nuôi, trời, trông ghê thế chứ. Tôi à, hãy ăn sữa. Ở đây người ta bày bán những cái con thú cưng phải nói là đẹp, độc, lạ, giá cả phải chăng, công khai và có bỏ hành đấy mọi người. Hú gì hậu cơ ai à? Chứ láo sủ gì hậu cơ ai? Wow, nhìn khăn cho cái xi 270, tầm 1 triệu một con bé bé như này mọi người này. Nó ăn rau với ăn quả. Sủi bái. Đây là con rắn này mọi người, ở đây hôm nay còn nuôi, còn bán rắn này. Con này 1 triệu này, chứ có 300 khoai chỉ. Mới đầu Hiền đến Hiền cứ nghĩ là người ta bày bán đồ chơi, tại vì những cái con thú cưng á, nhìn nó quá là đẹp, không một tí vết luôn mà nó cứ nằm im, nó cứ đứng im, nó không hề động đậy á. Đến lúc sờ vào thấy ấm ấm nóng nóng mới biết là ôi trời ơi, đó là đồ thật. Thú cưng được quan tâm nhất ngày hôm nay đó chính là con thằn lằn bờm này mọi người ạ. Con thằn lằn bờm này có tuổi thọ lên đến 15 năm. Nó sống lâu hơn cả loài mèo đó mọi người. Mà cái loài này nó không có lông. Nó có chiều dài khoảng 40 cho đến 50 cm. Con này là con trưởng thành đã lớn đến cỡ rồi đấy mọi người ạ. Cái loài này thì nó chủ yếu ăn côn trùng hoặc là ăn trái cây, rau, thực vật, cho nên rất là dễ nuôi. Và ông chủ cũng tiết lộ là cái loài thằn lằn này á, nó rất là sạch sẽ, 2-3 ngày nó mới đi vệ sinh một lần mà đi rất là ít. Con thỏ này tôi muốn mua biển là ui hay với chứ chả là chứ chân à. Mua thu rồi mua biển thấy Lô thích con thỏ quá cho nên là ông chủ ông cho Lô cầm thỏ để chơi nè mọi người. Thỏ ngoan lắm, nó không hề chạy đi đâu. Cái giống thỏ này nhìn đẹp nhỉ mọi người nhỉ. Con này đến như này là trưởng thành, nó không lớn được nữa đâu mọi người ạ. Nó ngoan lắm. Hiền thì đã đói bụng lắm rồi mà Lô thì cứ quanh quẩn mãi ở bên cái quầy bán thú cưng này mọi người ạ. Phải thuyết phục mãi thì con mới chịu rời đi. Bây giờ cả gia đình Hiền sẽ đi vào phía trong của khu trung tâm thương mại để vào cái siêu thị có bán đồ hải sản. Ở trong đó thì mình sẽ bắt hải sản tươi sống và chế biến ngay tại siêu thị, ăn ngay tại siêu thị nhá. Đây là bào ngư mọi người này. Mọi người nhìn bào ngư ở Trung Quốc béo múc béo mít.
Ở đây bào ngư thì chỉ 9 đồng 9 một con, tức là khoảng 30 mấy ngàn một con thôi mọi người ạ. Thì Hiền chọn mấy con. Này đang bò. Bắt luôn. Chọn xong bào ngư đi ra đây chọn cá mà thấy cái con cá biển này nó cứ nhô mặt lên khỏi mặt nước á. Hiền lại hình dung đến cái bộ phim hoạt hình nào của Nhật Bản mà người ta bắt cá sống rồi làm sushi xong là con cá nó cố gắng nó trốn thoát á. Cảm thấy con cá này như kiểu nó có linh tính á, cho nên là không dám ăn, tha cho nó. Bây giờ đi ra đây để bắt một chú tôm hùm. Tôm hùm này ở Trung Quốc bán không đắt đâu mọi người ạ. Một con khoảng nửa ký như này thì có giá khoảng 99 đồng, tức là 340-350 đó mọi người. Ở đây người ta có bán hàu biển này mọi người này. Trung Quốc người ta rất là chuộng ăn hàu biển, mọi người có biết chọn hàu như nào cho ngon không? Hiền thì Hiền không có kinh nghiệm chọn hàu, mỗi một lần ăn hàu ấy Hiền toàn mua ở trên mạng xong người ta ship về đến nhà ấy. Hôm nay lần đầu tiên Hiền tự chọn ở trong siêu thị đó. Thế thì Hiền chọn cả con ngắn, con dài, con tròn, con dẹp, 4 con xem là hàu như thế nào là ngon. Bên này là ốc móng tay siêu to khổng lồ mọi người ạ. Những cái con nào mà nó có cái lưỡi nó thè như thế này ạ thì không phải ốc tươi đâu mà là ốc hỏng rồi đấy mọi người ạ. Còn những cái con nào mà nó cổ nó rụt vào như này, nằm im như này ạ, đấy mới là con tươi nhá. Con này 18 tệ một con thì phải, Hiền mua 2 con cũng được luôn á. Còn bên này là ốc móng tay nhỏ. Con này thì ăn khá là ngon, thịt khá là dày. Sau khi mà mình chọn hải sản tươi sống ở trong siêu thị xong thì sẽ đi ra ngoài này để xếp hàng và thanh toán. Thanh toán xong thì người ta sẽ có những cái nhà bếp ở trong á, người ta sẽ hấp và sẽ làm gia công cho mình luôn ở trong bếp. Mình sẽ ngồi đợi, khi nào mà người ta làm xong người ta sẽ gọi điện cho mình đến lấy đồ ăn. Ở bên này nó có những cái rá hàu rất là tươi, người ta bán 88 đồng một rá như này mọi người ạ. Hôm nay đi chơi ở Hàng Châu và dịp Tết Đoan Ngọ, ở bên này người ta cũng có bán bánh trung dự này mọi người này. Vừa mới thanh toán được một lúc, đi vòng vòng mấy vòng xem quanh cái siêu thị thì người ta đã gọi điện, đã nấu xong đồ rồi mọi người ạ. Bây giờ gia đình mình sẽ đi lấy đồ ăn và đi ra bàn ngồi ăn nhá. Lô thì không biết ăn hải sản mọi người ạ. Một lần đi ăn cái gì ngon là Lô chỉ thích ăn thịt bò nướng hoặc là thịt heo hoặc là chả chiên thôi, chứ còn Lô không biết ăn hải sản. Thế là Long mới đi ra mua cho Lô một suất cơm rang, đây là cơm rang xì dầu. Ở trong cái hệ thống siêu thị này á thì cơm rang xì dầu của nó rất là ngon. Một suất như này khoảng hình như là 100 ngàn thì phải, 100 ngàn Việt Nam đồng 28 tệ á. Toàn là cơm rang thôi, không hề có hải sản nhiều đâu, nhưng mà ăn cơm rời ngon lắm. Và ngồi đợi một chút là người ta đã gọi điện rồi. Người ta sẽ nấu từng món cho mình. Mình sẽ lấy từng món một, ăn hết món này thì lại đến món kia. Cứ như vậy mình ngồi ở trong siêu thị, mình ăn rất là tiện. Mỗi một lần cái hệ thống siêu thị này thì nó phổ biến ở trên cả Trung Quốc luôn, ở chỗ nào cũng có, thành phố lớn nào cũng có mọi người. Mỗi một lần mà đi du lịch ở đâu ấy thì hai vợ chồng Hiền thường hay đến những cái siêu thị hải sản như thế này. Xong rồi mình sẽ vào trong siêu thị, mình chọn đồ trực tiếp ở trong cái siêu thị hải sản, có đồ tươi sống luôn. Mình chọn ở trong này thì nhiều khi nó có giá cả của nó rất là hợp lý, không bị đắt đấy. Với cả cái không gian ngồi ở trong đây cũng khá là thoải mái, sạch sẽ. Mình mua xong, mình xếp hàng, mình trả tiền xong là sẽ đưa đến quầy, người ta sẽ chế biến cho mình luôn. Ở đây thì thường thường chế biến là xào với cả hấp xì dầu đấy, hai cái món như thế thôi, đơn giản như thế thôi. Nhà mình đã ăn no rồi mọi người ạ. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ đi xe đạp về nhá.
Mọi người nhìn buổi tối Hàng Châu này tắc đường lắm mọi người ạ. Hôm nay trời mưa nhỏ nhỏ, giờ tháng 6 mà mát lắm. Đây ven đường hoa đẹp kỳ luôn. Buổi tối xe buýt với ô tô tắc đường lắm, cho nên là phương tiện tốt nhất là đi xe đạp công cộng thôi. Phố Long đang là quét cái xe đạp công cộng để đi về khách sạn. Đây rất là nhiều xe đạp công cộng. Lú lú chua rồi nên chừng nào. Cả nhà Hiền đã ăn tối no nê rồi mọi người ạ. Bây giờ gia đình Hiền đi chuẩn bị đi về khách sạn đây. Ăn uống no nê chơi bời chán chê cũng là 8-9 giờ tối rồi. Ở Hàng Châu, những cái trung tâm siêu thị ở bên cạnh ven bờ hồ Tây Hồ Hàng Châu ấy, thì nó có rất là nhiều thứ hay ho, thú vị. Nếu mà mọi người có cơ hội thì hãy đến đây chơi, đi dạo một vòng, đi xe đạp một vòng xung quanh bờ Tây Hồ Hàng Châu để chơi nhá. Buổi tối ở đây rất là náo nhiệt luôn. Nếu như mà đi taxi hoặc là đi xe buýt thì rất là tắc đường. Ở Hàng Châu thì tốt nhất mọi người lên đi xa thì nên đi tàu điện ngầm. Còn nếu như mà đi gần hơn thì mọi người nên đi thuê những cái xe đạp công cộng như này để đi. Bây giờ nó chỉ còn có xe dành cho một người, không có xe của ghế ngồi trẻ em rồi. Bây giờ mình không biết là sẽ tính kiểu gì đây. Xe đạp công cộng ở Hàng Châu á rất là nhiều luôn, mà giá thuê cũng khá là rẻ. Nếu như mà mọi người thuê cái xe của nội thành thành phố ấy, thì là 1 tệ 1 tiếng và được khuyến mại 2 tiếng, thì 1 tệ đi được 3 tiếng. Mọi người chỉ cần 1 tệ tới khoảng 3.500 đồng Việt Nam á, có thể đi được một vòng xung quanh Tây Hồ Hàng Châu thoải mái luôn, rất là rẻ. Xe dựng hết cả đỗ hết cả lên về hè, ô tô thì tắc đường lắm, cho nên là không đi được taxi đâu. Một là đi tàu điện ngầm, hai là đi xe đạp như này thôi. Mà buổi tối trời mát lắm, hè nhưng mà mát trời lắm. Bây giờ đã là gần cuối tháng 6 rồi nhưng mà ở đây rất là mát trời. Mọi người nhìn thấy không? Xe bíp tắc đường, đang là người qua đường. Buổi tối mà đi xe đạp ở trung tâm thành phố Hàng Châu, đi xung quanh bờ Tây Hồ như thế này á, rất là mát, rất là tiện. Và hai bên đường thì toàn là phố xá lên đèn, đông vui tấp nập. Những cái cửa hàng thời trang bán quần áo ở đây thì có những cái thương hiệu xa xỉ, có những thương hiệu lớn. Đồng thời thì cũng có những cái chỗ người ta mở cửa, người ta bán hàng thanh lý rất là rẻ. Mọi người có thể nhẩn nha lê la khắp các cái con ngõ, con phố ở bên bờ Tây Hồ Hàng Châu. Dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, nếu như mà dương lịch ấy, thì cũng là cuối tháng 6 rồi. Ở Việt Nam mình thì chắc là nóng lắm rồi phải không mọi người? Còn ở Trung Quốc thì thời tiết đợt này nó có mưa khá là mát mẻ. Buổi tối á, chỉ cần mặt trời lặn á, là khắp con đường Hàng Châu á, gió rất là mát. Mọi người xem này, mọi người xem tình nguyện viên này mọi người ơi. Tình nguyện viên chỉ huy giao thông ở Hàng Châu Trung Quốc. Nhìn toàn những người xinh đẹp chưa? Nhìn thấy mấy chị mặc áo trắng không mọi người? Đây là một cái đoạn đường rất là nổi tiếng ở bên bờ Tây Hồ Hàng Châu mọi người này. Cái chỗ này thường thường là cái chỗ mà cao điểm nhất đối với người đi bộ qua đường á. Thì mỗi một cái dịp lễ Tết á, thì thường ở đây người ta sẽ phải phái rất là nhiều người cảnh sát giao thông đến chỉ đạo á, rất là chặt chẽ ở cái đoạn đường này. Những cái chị đấy không phải là công an giao thông đâu, mà chỉ là tình nguyện viên thôi mọi người nhé. Tình nguyện viên chỉ đạo giao thông ở bên đường phố của thành phố Hàng Châu, bộ mặt của thành phố Hàng Châu. Nhưng mà cũng phải đẹp, đẹp như tiếp viên hàng không luôn á. Đi xong rồi đến cái trạm như này, cái trạm xe như này để trả xe là được mọi người ạ. Đi một lần như này hết có 1 tệ á, 3.500 á. Lúc nãy mình đi cả một vòng hồ Tây á, cả 2 tiếng hồ mà đi cũng chỉ hết có 1 tệ thôi. Còn đây là cái xe lúc nãy Hiền đi này. Khí khóa là mà, khóa là á. Đây khách sạn có trái cây họ tặng này mọi người này. À, 是你拿的啊? 你拿的啊?
Đây là có cái lược, cái lược. Đồ đánh răng, đồ bọc tóc các thứ. Ô, có cả bông thể trang này. Thì video của Hiền đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận cuối video. Nếu như mà có cơ hội thì mọi người hãy nhớ đến Hàng Châu chơi, thuê những cái chiếc xe đạp công cộng giống như gia đình Hiền. Có cả những cái chiếc xe đạp công cộng mà có ghế ngồi dành cho trẻ em rất là tiện lợi. Tập sau Hiền mời cả nhà cùng theo chân gia đình Hiền rong ruổi khắp thành phố Hàng Châu xem còn những cái gì thú vị ở thành phố Hàng Châu nhé. Con xin chào tất cả mọi người. Nói sao nữa. Xin được cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.